Tại Việt Nam, mắt bão hình thành trở lại, gió mạnh lên 200 km/h sẽ tấn công gần bờ biển Hải Phòng. Hải Phòng bắt đầu mưa, biển Đồ Sơn xuất hiện sóng lớn. 30 trường đại học cho sinh viên nghỉ, một số chuyển sang học trực tuyến. Lửa thiêu rụi hàng trăm xe máy của công nhân. Bắt giữ hai bảo mẫu ở máy ấm Hoa Hồng. SpaceX đã sẵn sàng cung cấp Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Trên thế giới, siêu bão Yagi đổ bộ lần 2 tại Trung Quốc, gần 1 triệu người phải sơ tán. Tòa hoãn tuyên án ông Trump vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên. Tiểu bang Mỹ khuyến cáo người dân tránh ra ngoài ban đêm vì virus nguy hiểm. Phá âm mưu tấn công giáo hoàng Francis bằng cung tên ở Indonesia. Serbia trục vớt gần 200 xác tàu đắm trên sông Danip. Chào mừng quý vị đến với chương trình trưa nay ngày 7 tháng 9 của Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị buổi trưa an lành và sau đây sẽ là các sự kiện nổi bật tại Việt Nam. Mở đầu là các thông tin liên quan đến cơn bão số 3, bão Yagi. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 8 giờ sáng nay ngày 7 tháng 9, bão mạnh cấp 14, 150-166 km/h, giật cấp 17 trên vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh, Hải Phòng khoảng 132 km. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20 km/h. Dự kiến trưa nay bão đi vào Quảng Ninh, Hải Phòng, sau đó tiến sâu vào Đông Bắc Bộ với sức gió là cấp 11, cấp 12. Do ảnh hưởng của mưa bão, vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, gió mạnh cấp 9, cấp 11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 14, giật cấp 17, sóng cao từ 6-8 m. Trên đất liền Quảng Ninh, Thanh Hóa, gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 12, giật cấp 14. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ, gió mạnh cấp 6, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, gió mạnh nhất từ sáng đến chiều tối ngày 7 tháng 9. Ông Hoàng Phúc Lâm, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, từ sáng nay, bão Yagi bắt đầu có những tác động đến đất liền, gió sẽ tiếp tục mạnh lên, mở rộng dần xuống phía nam của tỉnh Quảng Ninh, sau đó là đến tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định. Gió cũng sẽ mở rộng ra các tỉnh khác của phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, sóng lớn duy trì liên tục ở Vịnh Bắc Bộ. Trước đó vào khoảng 5 giờ sáng nay ngày 7 tháng 9, mắt bão số 3 đã hình thành trở lại trên Vịnh Bắc Bộ. Theo dự báo của Jumos, Yagi đã trở lại vùng nước ấm, điều này sẽ khiến cơn bão mạnh hơn. Khi cơn bão đổ bộ vào đất liền ngày 7 tháng 9, những cơn gió mạnh lên tới 200 km/h sẽ tấn công bờ biển phía Bắc Việt Nam gần Hải Phòng. Tại Hải Phòng sáng nay ngày 7 tháng 9, thành phố bắt đầu mưa. Ở biển Đồ Sơn, quận Đồ Sơn, gió lớn đã xuất hiện với từng cơn sóng đập vào bờ. Dù đã chẳng chống nhà cửa từ trước đó nhưng người dân nơi đây vẫn rất lo lắng trước sức mạnh của cơn bão số 3. Trong công điện thứ 3 về việc ứng phó bão Yagi và mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết. Chuyên gia khí tượng đánh giá bão Yagi có quá trình mạnh lên rất nhanh, từ thời điểm vào Biển Đông ngày 2 tháng 9 cấp 8 đến hơn 2 ngày sau đã mạnh thêm 8 cấp, đạt cấp siêu bão vào ngày 5 tháng 9 và điều này tương đối hiếm gặp đối với bão trên Biển Đông. Ngoài hơn 7,2 triệu học sinh ở 17 tỉnh thành được nghỉ học vào hôm nay ngày 7 tháng 9 để tránh bão Yagi, thì cũng từ hôm nay Đại học Ngoại thương và hơn 20 trường cho sinh viên nghỉ học 1-2 ngày, riêng Đại học Thái Bình nghỉ đến ngày 10 tháng 9. Có 7 trường ở Hà Nội chuyển sang học trực tuyến, gồm Đại học Kiến trúc, Giao thông Vận tải, Học viện Ngân hàng, Chính sách và Phát triển, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Kinh tế, Giáo dục thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài ra, nhiều trường đã thay đổi kế hoạch nhập học cho tân sinh viên, một số hoãn sinh hoạt đầu khóa, một số đổi lịch thi tiếng Anh, lịch khám sức khỏe cho tân sinh viên. Cơn mưa dông chiều qua ngày 6 tháng 9 tại Hà Nội do hoàn lưu bão Yagi gây ra khiến cho một người thiệt mạng, 6 người bị thương do cây đổ. Do ảnh hưởng của bão Yagi, sáng sớm nay ngày 7 tháng 9, Hà Nội có mưa to đến rất to, gió giật cấp 9, cấp 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7 tháng 9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, từ 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Ngày 7 tháng 9, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông, có nơi lượng mưa trên 70 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo đêm ngày 8 tháng 9 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Riêng Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Tiếp theo là các thông tin đáng chú ý khác. Lửa thiêu rụi hàng trăm xe máy của công nhân. Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6 tháng 9 tại khu nhà để xe của công nhân Công ty Công nghệ Thể thao Victory ở thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, đúng lúc chuẩn bị tan ca làm buổi chiều.
Chỉ trong ít phút, đám cháy lan rộng, khói lửa bốc cao hàng trăm mét, bao trùm một góc thị trấn Sao Vàng. Công nhân từ các phân xưởng nháo nhào chạy ra ngoài hô hoán. Do khu nhà chứa nhiều xe máy và được lợp mái tôn nên nguồn nhiệt tỏa ra rất nóng, không ai dám đến gần, chữa cháy tại chỗ không hiệu quả. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng 4 xe chữa cháy, xe bồn đến hiện trường. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, đám cháy được khống chế. Theo thống kê của cảnh sát, có khoảng 500 xe máy bị thiêu rụi, khu nhà để xe rộng hàng trăm mét vuông đổ sập hoàn toàn. Tuy nhiên, theo chủ tịch huyện Thọ Xuân, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 1.000 xe của công nhân, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Công ty công nghệ thể thao Victory có 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động từ tháng 4 năm 2022, doanh nghiệp sản xuất giày thể thao xuất khẩu cho nhãn hàng New Balance với hơn 2.000 công nhân. Liên quan đến vụ các bảo mẫu ở mái ấm Hoa Hồng nhiều lần có hành vi không tốt với trẻ em. Hôm ngày 6 tháng 9 tại Sài Gòn, thì công an đã bắt khẩn cấp 2 bảo mẫu với cáo buộc hành hạ người khác. Với 3 bảo mẫu còn lại thì cảnh sát đang tiếp tục làm rõ sai phạm. Cảnh sát cho biết mái ấm Hoa Hồng có 12 bảo mẫu và 2 lái xe. Thời điểm kiểm tra thì cảnh sát ghi nhận có 86 trẻ từ sơ sinh đến vài tuổi. Số lượng này vượt quá số cho phép là 47 trẻ. Trong 86 trẻ có 1 trẻ là con của nhân viên, 1 trẻ sau đó đã được gia đình đưa về. Như vậy chỉ có 84 trẻ được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố tiếp nhận. Hiện được đưa về Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình, làng thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp. Trong chiều ngày 6 tháng 9 có 2 trẻ trở nặng được đưa vào bệnh viện Nhi Đồng 2 khám và điều trị. 82 trẻ còn lại đã ổn định tâm lý, được thăm khám và chăm sóc dinh dưỡng. Tiếp nhận 15 trong số hơn 80 bé từ mái ấm Hoa Hồng, đại diện Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp cho biết, tại thời điểm bàn giao thì các bé không rõ họ tên, ngày tháng năm sinh hay là có bất kỳ thông tin cá nhân nào kèm theo. Bác sĩ đã dự đoán độ tuổi của các em dựa trên thể trạng thực tế. SpaceX đã sẵn sàng cung cấp internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều qua ngày 6 tháng 9, ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch phụ trách quan hệ chính phủ và kinh doanh toàn cầu của SpaceX cho biết đã sẵn sàng đưa Starlink đến Việt Nam. Ông đề nghị phía Việt Nam chuẩn bị hạ tầng để dự án đạt hiệu quả. Theo ông Tim Hughes, SpaceX đã cung cấp internet vệ tinh Starlink ở Mỹ từ tháng 10 năm 2020. Đến nay dịch vụ này được cung cấp gần 3 triệu khách hàng tại hơn 100 quốc gia. Tính đến giữa năm 2022, Starlink có khoảng 3.500 vệ tinh hoạt động. Ý tưởng triển khai dịch vụ Starlink tại Việt Nam lần đầu được ông Tim Hughes nêu vào tháng 9 năm 2023 tại New York. Khi đó, lãnh đạo SpaceX kỳ vọng sẽ cung cấp dịch vụ internet băng thông rộng tại những vùng lõm về sóng tại thị trường Việt Nam. SpaceX do tỷ phú Elon Musk sáng lập vào Đông Nam Á từ năm 2023, dịch vụ internet vệ tinh Starlink đã có mặt tại Philippines, Malaysia và dự kiến tại một số quốc gia khác trong năm 2024. Trên website của dịch vụ này, Việt Nam và Thái Lan là hai nước chưa có thời gian cụ thể hoặc là chờ phê duyệt. Tiếp theo mời quý vị chuyển sang phần tin tại thế giới. Siêu bão Yagi đổ bộ 2 lần tại Trung Quốc khiến 1 triệu người phải sơ tán. Tân Hoa Xã đưa tin siêu bão Yagi đã đổ bộ lần thứ 2 vào Trung Quốc tại huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, lúc 22 giờ 20 phút tối qua ngày 6 tháng 9 theo giờ địa phương. Cơn bão thứ 11 trong năm nay của Trung Quốc, mạnh cấp 17, sức gió tối đa gần tâm bão là 208,8 km/h. Trước đó vào khoảng 16 giờ 20 phút, bão đổ bộ lần đầu tiên vào một thị trấn thuộc thành phố Văn Xương, tỉnh đảo Hải Nam, với sức gió lên đến hơn 234 km/h. Tỉnh Hải Nam đã sơ tán gần 420.000 người trước bão, trong khi tỉnh Quảng Đông sơ tán hơn 570.000 người. Tân Hoa Xã viết rằng, khi cơn bão đi ngang, phóng viên nhìn ra ngoài một tòa nhà khách sạn ở huyện Từ Văn, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông. Mọi thứ anh nhìn đều tối đen như mực. Khách sạn bị mất điện, thỉnh thoảng lại có tiếng đồ đạc rơi bên ngoài cửa sổ. Toàn bộ khách sạn có thể cảm nhận được sự rung chuyển trong cơn bão dữ dội. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Tòa hoãn tuyên án ông Trump vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên. Hôm qua ngày 6 tháng 9, tòa New York thông báo sẽ tuyên án ông Trump vụ chi tiền bịt miệng nữ diễn viên vào ngày 26 tháng 11, tức là sau khi kết thúc bầu cử tổng thống Mỹ. Trước đó, thẩm phán John Merchant vốn ấn định ngày tuyên án là ngày 18 tháng 9. Ông Merchant cho hay, việc hoãn tuyên án để tránh mọi sự xuất hiện dù không có cơ sở rằng quá trình tố tụng gây ảnh hưởng hoặc là tìm cách ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống sắp tới mà bị cáo là ứng cử viên, nhấn mạnh đây là quyết định tốt nhất nhằm thúc đẩy lợi ích của công lý. Đây là lần thứ hai thẩm phán Merchant lùi ngày tuyên án. Theo kế hoạch ban đầu, ông Trump sẽ bị kết án vào ngày 11 tháng 7, song việc này bị hoãn lại sau khi tòa án tối cao hôm ngày 1 tháng 7 ra phán quyết về quyền miễn tố đối với cựu tổng thống. Nêu rằng, ông Trump được hưởng quyền miễn trừ với các hành động công vụ, nhưng không áp dụng với các hành động theo tư cách cá nhân.
Cựu Tổng thống Trump đã hoan nghênh diễn biến mới. Ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng cuộc săn phù thủy của công tố viên Manhattan đã bị hoãn vì không có vụ án nào cả và tôi không làm gì sai cả. Vụ án nên được chấm dứt một cách hợp lý trong lúc chúng tôi chuẩn bị cho cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tiểu bang Mỹ khuyến cáo người dân tránh ra ngoài ban đêm vì virus nguy hiểm. Đài WPTZ đưa tin, một lễ hội bia nổi tiếng tại thành phố Burlington, tiểu bang Vermont, ngày 20-21 tháng 9 tới đã bị hủy do lo ngại về virus gây bệnh viêm não ngựa miền đông, III. Đây là bệnh hiếm gặp nhưng nghiêm trọng, bắt nguồn từ ngựa nhiễm virus và do muỗi làm lây lan, có thể gây viêm não và có thể gây tử vong với 30% ca nhiễm. Hầu hết người mắc bệnh không có biểu hiện triệu chứng, nhưng người có triệu chứng thường có dấu hiệu giống cúm như là sốt, ớn lạnh, nhức mỏi cơ thể và đau khớp. Bệnh nhân cũng có thể bị nôn mửa và động kinh. Người sống sót có thể bị tổn thương về thể chất lẫn tinh thần vĩnh viễn. Người trên 50 tuổi và dưới 15 tuổi có nguy cơ bệnh nặng cao nhất. Các cơ quan chức năng Vermont đã đưa ra tuyên bố chung khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao có muỗi mang theo loại virus này. Họ khuyến cáo người dân tránh các hoạt động bên ngoài vào buổi tối cho đến khi đợt sương giá đầu mùa khiến muỗi bị tiêu diệt. Nhiều sự kiện thể thao, âm nhạc, ẩm thực tại tiểu bang cũng đã bị hủy bỏ. Và âm mưu tấn công giáo hoàng Francis bằng cung tên ở Indonesia. Hôm qua ngày 6 tháng 9, biệt đội chống khủng bố biệt đội 88 cảnh sát quốc gia Indonesia thông báo 7 người đã bị bắt giữ trong một âm mưu bất thành nhằm tấn công giáo hoàng Francis, người vừa kết thúc chặng đầu tiên trong chuyến công du khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Indonesia. Trả lời báo giới, ông Aswin Sirega, phát ngôn viên biệt đội 88 cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành và cảnh sát chưa xác định được 7 nghi phạm có quen biết nhau hay không hay là có cùng một tổ chức khủng bố nào hay không. Theo Straits Times, giới chức điều tra Indonesia đã khám xét nhà của một số nghi phạm. Họ phát hiện cung, tên, máy bay không người lái và truyền đơn của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Indonesia có hơn 8,2 triệu người theo Công giáo, chiếm khoảng 3% dân số của nước này. Xứ sở vạn đảo từng tiếp đón giáo hoàng Paul VI vào tháng 12 năm 1970 và giáo hoàng John Paul II vào tháng 10 năm 1989. Sau khi rời Indonesia, giáo hoàng Francis sẽ tới thăm Papua New Guinea, đảo quốc ở khu vực Tây Nam Thái Bình Dương. Các điểm đến còn lại của ông là Đông Timor và Singapore. Serbia trục vớt gần 200 xác tàu đắm trên sông Danube. Mới đây, để khơi thông tuyến đường thủy trên sông Danube, các cơ quan chức năng của Serbia đã bắt đầu chiến dịch trục vớt các xác tàu chiến của Đức Quốc giã, vốn bị chính lực lượng này đánh chìm trong lúc rút chạy khỏi hầm quân Liên Xô về phía Tây. Theo các nhà sử học, trong quá trình rút lui thì Đức Quốc giã đã đánh chìm gần 200 tàu, trong đó có cả tàu vận tải, xà lan và tàu phóng lôi. Trong 80 năm qua, xác những con tàu này đã gây nhiều khó khăn cho các tàu bè qua lại trên sông Danube, nhất là trong những tháng hè khi mực nước xuống thấp. Ông Damir Vladik, giám đốc cảng Prahovo cho biết, các sự cố mắc cạn thường xuyên xảy ra trên con sông này. Tàu thuyền qua đây chỉ cần đi lệch dòng chính một chút là có thể gặp nhiều khó khăn. Vì thế, năm 2022, Ngân hàng Đầu tư Châu Âu đã phối hợp với một cơ quan đầu tư Tây Ban Can cung cấp khoảng kinh phí là gần 30 triệu euro cho sáng kiến trục vớt xác các con tàu. Giới chức Serbia cho biết, việc trục vớt toàn bộ các xác tàu sẽ mất khoảng 1 năm đến 1,5 năm và trong vài tháng tới, nước này sẽ trục vớt 21 xác tàu. Trước đó hồi tháng 8, xác con tàu đầu tiên đã được kéo lên khỏi mặt nước, đó là một tàu dò mìn còn khá nguyên vẹn. Tuy nhiên, việc trục vớt các xác tàu đắm không hề dễ dàng vì bên trong các con tàu này vẫn còn sót lại rất nhiều mìn, đạn và chất nổ, đòi hỏi phải rà phá rất cẩn thận để tránh gây nguy hiểm. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin trưa nay trên kênh Khỏe Tự Nhiên. Kính chúc quý vị có một buổi trưa vui vẻ và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.